Xin chào tất cả các bạn. Cái bài này mình đã hướng dẫn làm ở trong video rồi, đăng lên rồi. Tuy nhiên là nhiều bạn bảo là làm như thế nó khó quá, mà xem cái cách làm Casio như nào. Thì theo cái cách thông thường mình thấy làm lâu lắm. Mình vừa nghĩ ra cái cách sử dụng cái Simpson trong cái máy tính Casio này. Vậy thì mình không biết là các thầy có chưa, mình nghĩ là chắc là các thầy có hết ở vòng quay hết rồi. Mình cũng không có thời gian để xem các video các thầy làm như nào để hướng dẫn các bạn. Thì vừa nghĩ ra cái cách này nên là mình làm video này và đăng lên cho nó nóng luôn, thì các bạn thử xem là nó có được không. Nhưng mình nghĩ rằng là nó cũng khá là mất thời gian, nó cũng không nhanh hơn là làm tay cái mấy đâu. Gì nhỉ, định nói cái gì nhỉ, mày quên mất nhỉ. À rồi, định nói như này. Vì nhiều bạn bảo là nếu mà làm như kiểu như thế thì nó sẽ không đủ thời gian. Thế thì mình nghĩ rằng là như này mình sẽ không thể làm được hết trọn vẹn 50 câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia được các bạn ạ. Nếu làm đấy thì để những cái học sinh giỏi rồi. Còn mình chỉ học sinh theo kiểu trung bình nhàng nhàng, thì các bạn cố gắng là những cái câu nào khó các bạn không dùng thời gian các bạn làm nữa, mà các bạn sẽ dành thời gian làm những cái câu như thà ăn chắc điểm, còn hơn là làm câu nào cũng làm được hết mà cuối cùng điểm thì lại thấp lẹt đẹt. Thế thì nhá, ví dụ ở cái bài thứ tư này, bài 4 này mình đã hướng dẫn các bạn làm ở trong video rồi. Thế thì bây giờ mình thử làm máy theo cái cách mà mình suy nghĩ như này xem nhé, các bạn nào các bạn cảm thấy ổn không. Nếu ổn thì các bạn áp dụng và các bạn làm nhé. Đây, cái bài 4 này, cái bài 4 bây giờ người ta cho cái tích phân cận từ 0 đến 1 này của x bình nhân e mũ x dx thì bằng a nhân e cộng b. Vậy thì bạn lấy máy tính bạn bấm cái tích phân này ra xem nó bằng bao nhiêu đấy nhá. Cận từ 0 đến 1 này của x bình phương nhân e mũ x dx xem bằng bao nhiêu. Đây các bạn bấm này, alpha x này, bình phương. Các bạn tập bấm máy tính nhanh nhá, đừng có bấm cả gà theo như mình. Cái máy tính thì mình cũng mượn của một bạn khác thôi, nên ra là bấm nó cứ gà cứ phải đi tìm đấy. X bình nhân e mũ x xong rồi nhá. Bây giờ cận từ 0 này cho tới 1 này. Thế thì xong cái này thì các bạn bấm bằng đi xem là nó kết quả bao nhiêu. Đấy, với những con tích phân mà theo cả nhìn này đã thấy lâu lâu rồi. Đấy bạn, đấy kết quả đấy nhá, bằng 0,718 này. Thì các bạn lưu nó vào một cái biến a nào đó, mình ship này, STO này, a này. Đấy mình lưu vào cái biến a. Các bạn cố gắng lấy cả con số này luôn nhá, để cho nó độ chính xác của nó càng cao. Thế thì cái các bạn nhìn thấy a nhân e cộng b, người ta cho này bằng a nhân e cộng b, thì mình sẽ viết được là gì, a nhân với e này xong cộng với b, và bằng 0,718. Đây là mình viết để cho các bạn xem nhé, chứ còn mình đã lưu ở trong cái biến a này rồi, lát nữa mình gọi ra. Bây giờ người ta yêu cầu tính p bằng 2a mũ 3 cộng b, thì bạn thấy p ở đây người ta cho đáp án là này, 1 này, 2 này, 3 này và 0 này, đấy chưa. Vậy thì ở đây mình sẽ có là gì, 2a mũ 3 cộng với b thì sẽ bằng cái đáp án, đấy chưa, bằng p này, bằng cái một trong các 4 đáp án đấy, đấy chưa. Vậy thì ở đây từ đây bạn rút một cái b ra cho mình. Và ở đây mình suy ra b này. Vào bài thì các bạn rút ra luôn nhé, không cần phải viết tay như mình đâu cho mất thời gian. B thì có thể bằng là 0,718. Tức là cái chỗ này thôi mình viết ở đây luôn bằng a này, đúng không? 0,718 mình lưu vào a rồi mà, trừ đi a nhân e, trừ đi a nhỏ này nhân e này. Đấy, sau đó các bạn thay vào dưới này thì mình sẽ có là gì? 2a mũ 3 cộng với b. B thì bằng như này đúng không? Thì mình sẽ là cộng với a này, xong trừ đi a nhân với e này. Đấy chưa? Và bằng p. B thì bây giờ các bạn lần lượt các bạn thay cái đáp án này vào này. Ví dụ đây nó bằng 1 nhé, các bạn thay nó bằng 1. Để mình lấy nét này. Đây bằng 1. Đây. Và bây giờ cái phương trình của mình lúc này các bạn nhìn thấy là nó chỉ có mỗi cái ẩn a này thôi. Và người ta cho a và b là các số nguyên rồi. Đấy, chính người ta cho các số nguyên này ra mình sẽ làm được. Đấy nha, bây giờ bắt đầu nhập này. Và mình sử dụng Simpson. Nhập này thì a mũ 3 các bạn coi a này nó là x đi, để chưa nào, coi là x nhá. 2 này alpha x này mũ 3, để chưa nào, cộng với a, tức là cộng này alpha a này chính là cái kết quả tích phân lúc nãy nhá. Bạn trừ đi a nhân e, tức là alpha e này, sau đó là alpha x, để chưa, để chưa, x là a mà, để chưa. Và bây giờ bằng 1 alpha nhá, các bạn bấm bằng này, alpha bằng này, và đây các bạn bấm là 1 nhá, đấy chưa. Đây cái phương trình của mình nó là như này, đấy chưa nào. Và bây giờ các bạn bấm shift này, sau đó xô này, nó giải phương trình đấy. Thì cái A này thì nó là kết quả lúc nãy thì các bạn không cần quan tâm lắm, nó chính là kết quả của tích phân đấy. Các bạn bấm dấu bằng nữa để nó hỏi x bằng bao nhiêu thì các bạn bấm x, cho x bằng một cái giá trị tùy ý đi để máy tính nó dò. Nếu có ra cái giá trị mà nguyên là được, được chứ nào? Giá trị nguyên là được. Đây 1,21 nó không phải là nguyên được chứ nào? Thử bằng 1 thì chưa ấy là đúng lắm, các bạn bấm một lần nữa đi, bấm lần nữa thử x bằng 6 đi, ví dụ thế. Bạn xem nào. Đấy, nó vẫn lẻ bằng 1,21 đúng không? Vậy thì cái đáp án A của mình đây là sai rồi, đúng không? Đáp án A là sai. Thế thì buổi trước mình đã tìm ra đáp án D là đúng nhá. Vậy bây giờ mình coi cái chỗ P đấy nó bằng 0 rồi nhá. Bạn thử cái chỗ này nó sẽ bằng 0 này. Thế thì lúc này các bạn không cần phải bấm lại nữa. Không phải bấm lại nữa, cái này chắc chắn là các bạn dành hơn mình rồi. Bấm cái nút lên dọc xuống dưới, lên trên xuống dưới sang trái phải này. Các bạn xóa này đi, các bạn bấm số 0 vào. 0 này chính là kết quả của P nhá. Các bạn bấm Simpson này. Đấy chưa? A vẫn bằng giá trị đấy. Bây giờ bạn nó hỏi solve for x bằng một giá trị bao nhiêu thì bạn tùy ý, bạn cho bằng 6 đi ví dụ thế, hoặc bằng 1 tùy nhé. Tìm ra cái x nguyên là được đấy. Các bạn nhìn thấy x nguyên ở đây bằng 1. Được chưa nào? Vậy thì cái thằng D này nó là đáp án đúng nhé. Đúng không? D là đáp án đúng. D là đáp án đúng rồi, vậy thì mình đã tìm ra được cái x bằng 1. Vậy thì cái A của ta tìm nó sẽ bằng 1 rồi đúng không? A bằng 1 này. Ok chưa nào? A bằng 1 rồi thì bây giờ các bạn vào đây, các bạn thay vào đây, các bạn tìm đây này, thay vào cái chỗ này này, các bạn tìm ra B. Thì chỗ này bằng 0 rồi đúng không? Các bạn nhìn thấy 2 này nhân với 1 mũ 3 là bằng 1 đúng không? Cộng với B bằng P đây bằng 0. Đấy, kết quả đây là bằng 0 này. Vậy thì bây giờ bạn suy ra B của ta sẽ bằng -2. Đấy chưa? B bằng -2 thì bây giờ nó bảo là 2A mũ 3 cộng với B. 2A mũ 3 tức là bằng 21 là 2, xong rồi trừ đi 2 bằng 0, đúng chuẩn luôn, đúng chưa nào? Bây giờ mình thử kiểm tra bằng một cái bài toán khác nhé, xem là nó có đúng hay không. Bạn nào mà học không muốn làm bằng tay thì các bạn có thể sử dụng cái theo cách như này. Đương nhiên là mình nhấn mạnh là mình mới nghĩ ra tìm ra được cái cách mà nó có 2 tham số A và B thôi. Nếu mà có 3 tham số thì mình cũng vẫn chưa nghĩ ra được cách. Bây giờ nhá, bây giờ chuyển sang một cái bài tiếp theo nhé, bài 5 này. Đây. Bài số 5 này. Thì tương tự nhé. Ôi bạn ơi, bài số 5 này nó có cả A và B chia C. Ôi, nhiều quá. Mình chưa nghĩ được cái cách này đâu các bạn ạ. Chưa nghĩ ra được. Tìm một cái bài nào mà nó chỉ có A và B nhá. Đây. Ví dụ ở cái bài số 9 này. Bài số 9 này nó có A và B đây. Thì ở đây theo như lúc nãy mình nói nhá, thì bây giờ các bạn phải bấm được cái tích phân này đúng không? Các bạn phải bấm được cái tích phân này đã. Tích phân này. 3x-1 3 alpha x này trừ đi 1 chia cho alpha x bình phương này cộng 6x 6 alpha x cộng với 9 cận nào, cận từ 0 cho đến 1 đấy xem bằng bao nhiêu, bằng cái thằng này mình nghĩ là sẽ rút ra sẽ khá là khó này, cũng không đơn giản đâu các bạn. Ví dụ nó theo tròn theo kiểu như này nó cũng không đơn giản đâu. Đây thử thôi, thử xem nó như nào. Thế bạn lại ship này, STO bạn lưu vào biến A để cho lưu vào biến kết quả này. Thế thì bây giờ nhá, họ cho 3, họ cho này 3 lepe của A trên B trừ 5/6 và mình vừa tính bằng A này rồi, đúng chưa? Đấy, bây giờ nó khó khăn cho mình đây rồi. Bây giờ lại phải các bạn viết là 3 này nhân với logarithm của A trên B bằng gì? A cộng với 5/6 đúng không? Vậy thì mình suy ra logarithm của A phần B bằng bao nhiêu? Bằng A cộng với 5/6 chia cho 3. Phức tạp phết đấy các bạn ạ, không đùa đâu. Vậy ở đây mình suy ra là gì? Đội mũ lên A trên B, chứng minh xem là cái lỗi mình suy nghĩ giải theo Simpson nó có nhanh hơn không thôi. Bằng với là gì? E mũ, cái này đội mũ đúng không? E mũ A cộng với 5/6 và chia cho 3. Đấy, bây giờ mình rút ra, suy ra, rút ra A nhá. A của mình nó sẽ phải bằng là B nhân với E mũ A cộng 5/6 chia cho 3. Được chưa? Đấy, rút ra A bằng này rồi. Và bây giờ người ta yêu cầu là tính giá trị của căn A nhân B. Căn A nhân với B bằng bao nhiêu? Đấy chưa? Thì bằng nó là ở cái đáp án rồi. Thì ở đây nhá, hôm trước mình đã làm ra, tìm ra đáp án là đáp án B là bằng 6 rồi. Thì bây giờ mình thử luôn bằng 6 xem như thế nào nhé. Bởi vì trong quá trình thi các bạn bắt buộc phải kiểm tra từng đáp án một thôi. 6 này. Bây giờ mình thay A vào đây thì lúc này nó chỉ là phương trình ẩn đối với B thôi. Vậy ở đây mình sẽ suy ra này, căn bậc 2 của cái A nhé. Thôi lát nữa nhập vào nhé. Thôi phía đây B này nhân với lại E mũ A cộng 5/6 chia cho 3. Đấy, A nó bằng như này. Bây giờ nhân với B bằng 6. Thì bây giờ các bạn nhập cái thằng phương trình này vào. Nhập cái phương trình này vào nhá. Nào, bây giờ nhập này. Thì các bạn sẽ có căn này, B coi như là x nhá. B coi như là x, alpha x này, alpha E mũ bao nhiêu nào? Mũ này có phân số này, tức là ở đây mũ là sẽ là alpha A nhá, cộng với lại phân số nữa là 5/6, 5/6, sau đó là chia cho 3. Được chưa? Bây giờ ra ngoài khỏi dấu căn nào, ra ngoài khỏi dấu căn. Rồi, xong rồi nhân với B. Nhân B tức là alpha x, được chưa? Và bây giờ bằng 6, alpha bằng 6. Được chưa? Đấy, như này, đến như này sau đó các bạn lại ship zone này. Người ta hỏi A thì A đây kệ nó bằng cái giá trị như này. Bây giờ nó solve for x, x bằng mấy? Các bạn tùy x bằng 5. Giải ra. Nếu nó nguyên thì là ok. Nếu không nguyên thì lâu quá. Ôi, quá đẹp luôn, các bạn nhìn thấy chưa? X bằng 3. X bằng 3 vậy thì ở đây mình sẽ suy ra được là B bằng 3, đúng không? Khi B bằng 3 rồi thì các bạn lại thay vào đây. Cần gì phải thay vào đấy? B bằng 3 tức là mình chọn được cái đáp án đấy là đáp án đúng rồi. Cái này bằng 6 này. Đây. Cái chỗ này đúng rồi đúng không? Đúng rồi, vậy thì B của ta bằng 3 ở đây, thì vậy căn A của ta sẽ bằng là gì? 6 chia cho 3 bằng 2. Đấy chưa? Vậy A của ta sẽ bằng 4. Thế ok chưa? Đấy chưa nào? Vậy thì ở đây nếu mà ví dụ người ta cần tìm giá trị AB thì các bạn làm như này thôi, nhưng nếu mà các bạn kiểm tra một trong các đáp án kia mà thấy nó nguyên này thì khả năng cao là cái đáp án đấy nó là đáp án đúng. Đấy chưa nào? Đấy, như vậy là đối với những các bạn mà không có kiến thức mà làm để làm theo kiểu làm tay đấy thì sử dụng Casio này mình thấy là vẫn là làm ra được. Đương nhiên nó sẽ hơi mất nhiều thời gian tí. Đầu tiên các bạn cứ coi như là mất 5 phút một bài đi, đúng không? Thì mất 5 phút một bài, thà rằng trong 50 câu đấy các bạn làm được 30 câu, đúng không? Làm được 30 câu thì vẫn còn hơn là trong 50 câu đấy mà các bạn điền bừa, các bạn tích bừa vào đấy thì nó chỉ đúng được khoảng 10 câu chẳng hạn, hoặc 20 câu chẳng hạn, nó hơn nhiều chứ, đúng không? Những cái bài khó các bạn nên bỏ qua. Mình cũng thế. Mục đích cuối cùng các bạn là đỗ đại học cơ mà, đúng không? Ví dụ một trường nó lấy 18 điểm thì đỗ, thì các bạn thi cả 3 môn, tổng 3 môn các bạn được 18 điểm thì cũng đỗ. Mà một bạn thi vẫn trường đấy mà thi được 24 điểm hay thi được 29 điểm thì cũng vẫn đỗ như các bạn thôi. Như là mình đừng đánh giá các đẳng cấp bằng cái việc mà đỗ vào trường với điểm cao. Mình chỉ đánh giá đẳng cấp với nhau là sau này các bạn ra trường, các bạn đi làm và ai nổi tiếng hơn, ai công việc mà nó hanh thông hơn thì đấy mới là người mà đẳng cấp, chứ còn điểm số ban đầu tiên chả có gì là đẳng cấp các bạn ạ. Thế thì cố gắng ta làm như thế nhé. Các bạn có gì các bạn comment ở bên dưới, hoặc có cách nào hay các bạn comment bên dưới hướng dẫn mình, sau đó mình lại hướng dẫn lại với các bạn khác các bạn làm. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích cho các bạn thì các bạn đừng tiếc gì một like và hãy chia sẻ lên Facebook cho mọi người cùng học giúp mình. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.